Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về level huyền bí, The Hive. The Hive, Survival Difficulty, Class 5, Unsafe, Unsecure, Entity Infestation. The Hive là một level huyền bí của The Backroom. Theo người dùng Reddit, Toy Guia cũng chính là người tìm ra level. The Hive giống như một mê cung vô tận gồm các hệ thống hang động, nơi những xúc tu bí ẩn, vô tri vô giác, bao phủ trần, mặt đất và các bức tường. Các khu vực thì được giải rác bằng những quả trứng trông khá kỳ lạ, có thể lớn ít nhất đến 1,5 mét. Những quả trứng này thường bao phủ các cột đá ở giữa các khu vực trong hang động lớn. Đồng thời, một làn sương mù màu xanh nhạt luôn xuất hiện và bao phủ không khí. Người dùng Toy Guia đã nói rằng rất khó để có thể thở trong The Hive, có thể là do ít oxy. Và anh ấy cũng nói rằng anh ấy đã chứng kiến một số quả trứng nở ra thực thể Hound, Crawler và Dead Moth. Cũng bởi chính điều này mà Level The Hive được cho là nguồn gốc của những thực thể nói trên. Những thực thể này sau khi chui ra khỏi trứng thường tỏ ra ngoan ngoãn trong một vài phút trước khi trở nên thù địch. Đồng thời, Toy Guia cũng đã nói rằng anh đã nghe thấy những tiếng hú được phát ra từ mọi hướng. Anh ấy cũng đã nói rằng có rất nhiều thực thể thù địch trong level này, bao gồm cả một thực thể chưa được phát hiện trước đây được gọi là The Hive Queen. Và thông tin về thực thể này vẫn chưa được ghi chép lại. Level The Hive nghiễm nhiên trở thành một trong những level nguy hiểm nhất được phát hiện cho đến nay. Với môi trường khắc nghiệt, số lượng thực thể thù địch ở mức quá tải và những thực thể tưởng như bình thường lại trở nên hung hãn và nguy hiểm cực độ. Toy Guia, người phát hiện ra level này, cuối cùng đã trốn thoát vài ngày sau đó. Anh ta nói rằng bằng việc lang thang qua các đường hầm sẽ dẫn đến các level khác nhau. Và đó chính xác là những điều anh ta đã làm khi anh ta đã tìm thấy một lối đi đường hầm dẫn đến level 0. Nhưng khi anh ta định đi qua nó, thì đường hầm dẫn đến level 0 đã biến mất ngay sau lưng anh ta. Một giả thuyết về Level The Hive cho rằng những quả trứng có thể là nguồn gốc của các thực thể ở các level khác trong The Backroom, hoặc ít nhất là nơi mà chúng thoát ra để đến được những level khác. Mặc dù điều này đã bị bác bỏ hoàn toàn sau khi thực hiện thêm một số thử nghiệm khác nhau, hiện tại, nguồn gốc của các thực thể tại các level khác trong The Backroom vẫn còn là một ẩn số. Người dùng Toy Guia đã nói rằng anh ấy đã phải chạy trốn khỏi MEG do tiết lộ một số thông tin mật của tổ chức cho một người dùng khác mang tên Hamster Dumpster. Và anh đã phải trốn đến level 6, rồi cuối cùng là rơi qua một cái lỗ trên sàn nhà và đến được level The Hive. Sau khi chạm trán với nhiều sinh vật kỳ dị và nguy hiểm, anh đã may mắn thoát được khỏi level và đến được level 8. Dù vậy, level The Hive được cho là rất khó để có thể vào, nhưng lại không khó để có thể thoát ra. Lối thoát phổ biến nhất là đi qua các đường hầm trong hang động. Mặc dù điều này sẽ khiến chúng ta có khả năng bị noclip vào các level âm, trong tài liệu thì đường hầm cũng có thể dẫn đến nhiều level khác nhau. Ngoài ra, theo trải nghiệm của người dùng Toy Guia, thì anh đã có thể đến được level 0 và level 8 từ level The Hive. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.